xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Đại chiến tứ sắc Attack 25. Đây là một game show mà chúng tôi đã mua format từ đài truyền hình Asahi Nhật Bản. Là một trong những game show có tuổi đời lâu nhất tại Nhật Bản với 43 năm tuổi đời thưa quý vị. Wow. 43 năm tuổi đời thưa quý vị. Wow. 43 năm tuổi đời thưa quý vị. Wow. 43 năm hả? Hãy cùng làm quen với những nhân vật đặc biệt trong chương trình. Đầu tiên đó chính là người con gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương sẽ giúp đọc những câu hỏi xuyên suốt chương trình. Đó chính là nữ thư ký Emma. Xin chào mọi người, em tên là Emma Nhất Khanh ạ. Và hôm nay em sẽ là trợ lý cho anh MC Quang Bảo. Còn bên đây sẽ là bốn vị khách mời đặc biệt trong số đầu tiên của Đại chiến tứ sắc. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam Thư. Đố các bạn, con trai và đàn ông khác nhau ở điểm nào? Con trai thì nó ở dưới nước. Ừ. Còn đàn ông đâu ở dưới nước. Ồ. Xin chúc mừng anh Thiên Dương với câu hỏi đầu tiên. Ủa sao nãy nó trống trên bờ? Bi. Là ông O. O. Lỗi là do con trai của mình thôi anh à. Anh Thiên Vương, như vậy là ô số thứ 13 đã thuộc về anh. Con cào cào có cái cánh xanh xanh. Hãy cho biết con cào cào có mấy cái chân? Con cào cào có 40 chân. 40 chân. 40 chân. Ngày xưa sao đậu được môn sinh học của cấp 2 vậy? Em nhớ thầy dạy cấp 2 môn sinh học của em là thầy Sinh, trường Nguyễn Trãi, thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ủa mà rồi sao chị? Dạ, thầy cho em quà. Thầy cho em quà. Thầy cho em quà. Địa chỉ nhà thầy ở đường mặt. Tố Thúy Kiều và Tố Thúy Dân là hai chị em. Cái gì của chồng mà các cô vợ muốn lấy nhất? Đó là một từ. Tiền phải không em? Tại sao phải mần nhục tôi trên sóng truyền hình như vậy? Dễ dàng quá. Trong bài hát Con Cò Bé Bé, từ con xuất hiện mấy lần? Anh có con ở nhà và cha biết. Kiều là nghe cái bài đó thường xuyên nhưng mà cha nhớ cái lời vì cái đó quá khó chịu để nghe. Bao nhiêu? Một. Chắc chắn đúng không? Vì tự nhiên nhớ. Vì tự nhiên nhớ. Chúc mừng. Gờ tới tay rồi đó anh. Chọn ô đi anh. Thì 15 đi, 15 đi hả? 15! 15! Đó! Có câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Vậy Sông Lam có chạy qua Nghệ An hay không? À, có à. Số 10 đi. Số 10!